Super Titan đâu á? Vợ con của mày đang ở trong tay của tao. Nếu mày bỏ trốn, tao sẽ giết bọn chúng. Chết tiệt, mày là ai? Tại sao mày lại đuổi con giết tận bọn tao? Hỏi hay lắm. Ta chính là Super Titan Human Man V1. Chuẩn bị chịu chết đi. Ta sẽ lấy lại thế giới này từ lũ Skibidi Titan chúng mày. Thì ra mày là sản phẩm của lũ con người chết tiệt. Mau thả vợ con tao ra. Này, anh hai ơi, em Út ơi, hai người đang ở đâu vậy? Chết tiệt, sao trời lại trở lạnh rồi đầy tiết thế này? Lạnh quá, lạnh quá. Hả? Đằng kia là gì vậy? Sao lại xuất hiện những cái hộp to thế kia? Đây sặc sỡ màu sắc. Tò mò quá. Không biết bên trong những cái hộp này là gì nữa. Mình sẽ tới đó, mở banh hết bọn chúng ra xem. Hy vọng là sẽ có cái thứ gì đó cần thiết cho mình để chống lại mùa đông lạnh rét này. À không, hy vọng là mình mở ra sẽ có một em TV cái dễ thương để mình ôm cho mùa đông không lạnh. What the hell? Xin đừng đụng tới những hộp quà đó. Quý thần thiên địa ơi, mình chưa kịp mở quà nữa mà điều ước của mình thành sự thật rồi à. Này em ơi, em có phải là món quà mà anh vừa mới ước không vậy? Cái gì chứ? Là một thằng nhóc con đầu TV à. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó. Tôi không phải là món quà của cậu đâu. Tôi là một tinh linh nữ thuộc hạ của ông già Noel. Tôi nhận nhiệm vụ của ông ấy đem quà tới thế giới Skibidi để tặng cho những quái vật ở đó. Hả? Thế giới Skibidi à? Đó là thế giới của tôi sinh sống mà. Nhưng sao cô lại nằm đây? Sinh mạng của tôi gắn liền với sinh mạng của ông già Noel. Không biết ông già Noel đã xảy ra chuyện gì mà đã khiến tôi mất hết sức lực nên té ngã xuống đây. Rất nhiều quà còn chưa được giao. Cậu bé đầu TV ơi, làm ơn giúp đỡ tôi đi. Hãy giao những món quà kia đến những quái vật ở thế giới Skibidi mà nơi cậu sinh sống đi. Bà chị thật là tội nghiệp, còn dễ thương nữa chứ. Tôi nhìn muốn chảy hết cả nước miếng. Thôi được rồi, tôi không thể nào từ chối. Nhưng mà những hộp quà đằng kia to quá, còn tôi còn nhỏ chưa lớn lên thì làm sao có thể khiêng bọn chúng đi xa được. À đúng rồi, có cái hộp quà bên cạnh của tôi đó. Nó là một hộp quà dư ra. Bên trong nó là một nguồn năng lượng sẽ giúp chủ thể phát triển nhanh chóng và lớn thật nhanh. Cậu hãy nhanh chóng mở nó ra và thưởng thức đi. À, tôi cũng có quà. Hay quá. Vậy được rồi, tôi sẽ mở nó ra. Wow, trời đất ơi, lòng tay, lòng chân, lòng nách của tôi mọc ra dài rồi nè. Tôi đã trưởng thành rồi. Đừng quên lời giúp đỡ với tôi. Hãy đem những hộp quà to lớn kia tới thế giới Skibidi, tặng cho những quái vật được ghi trên hộp quà đó đi. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với chị. À không, anh sẽ giữ lời hứa với em. Em cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Rồi anh sẽ quay về chăm sóc cho em khỏe lại. Rồi chúng ta sẽ đám cưới, đẻ thật nhiều con. Mời đẻ. Được rồi, tới rồi. Trên thông tin của hộp quà đầu tiên là gửi cho một quái vật sống ở quanh cái hồ nước này. Không biết là con của loài Titan nào đây nữa. Đây, ông già Noel tới rồi đây. Phát quà cho đứa trẻ ngoan nào có điều ước với ông ấy. Mau ra nhận đi. Chết tiệt, tên Skibidi Titan kia, người to gan dám đặt chân vào lãnh địa của loài quái vật bồ câu chúng ta. Mau, xe xác hắn đi. Cái gì chứ? Chết tiệt thật. Không lẽ nơi đây đúng thật sự là nhà của lũ quái vật bồ câu? Không ấy rồi, những món quà này hại mình rồi. Bình tĩnh đi lũ khốn. Ta tới đây để thay mặt cho tinh linh của ông già Noel trao quà cho những sinh vật nhỏ bé mà thôi. Hả? Là quà của ông già Noel đem tới rồi hay sao? Một năm qua mình sống rất ngoan ngoãn, mình đã cầu ước ông ấy tặng quà cho mình, cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Trời, ông chú Hề Sơn ơi, mau dừng lại đi. Hiểu lầm rồi. Chết tiệt, mau dừng lại đi. Này, buồn cậu con, nơi đây nguy hiểm lắm, con chạy ra đây làm gì? Đừng đánh nhau nữa. Này, tay tạch TV Man kia, ông có phải đem quà Noel tới đây cho tôi hay không? Đúng vậy, trên hộp quà Noel có ghi địa chỉ ở đây. Tôi đem tới đây
Thật không ngờ lại là lũ quái vật bồn cầu các ngươi. Vậy là đúng rồi, quà đó chính là của tôi đó. Tôi là một đứa trẻ ngoan, một năm qua tôi cầu ước ông già Noel nên ông ấy tặng quà cho tôi đó. Cảm ơn tay tập TV Man, mau đưa quà cho tôi đi. Thì ra là vậy. Ta xin lỗi người nha. Tên tay tập TV Man kia, ta cứ tưởng người tới đây bắt cóc con nít về sờm bà già loài quái vật bồn cầu chúng ta chứ. Thật không ngờ công việc này không dễ dàng tí nào. Được rồi, hãy nhận lấy đi, ta còn đi phát quà ở nơi khác nữa. Đây là hộp quà thứ 3 rồi. Chết tiệt thật, sao nơi này vắng vẻ thế này. Không biết mình sẽ giao quà cho loài nào nữa. Trời. Hả? Trời. Cha đừng bỏ con. Cha đừng bỏ con. Chết tiệt thật. Đằng kia hình như là một tai tình đã chết. Còn có một Skibidi Man Baby nữa kìa. Hả? Thì ra là người đầu quạt. Này em bé kia, có phải cậu là người đã ước ông già Noel tặng quà hay không? Tôi đem quà tới đây cho cậu nè. Trời. Ông già Noel à, sao khác xa so với tưởng tượng thế này, xấu quá à. Nhưng mà tôi không cần quà Noel nữa đâu. Ông già Noel hãy làm cho cha tôi sống lại đi. Thằng nhóc này, ta không phải là ông già Noel, ta chỉ thay thế một tinh linh của ông già Noel đưa quà mà thôi. Ta làm gì có khả năng hồi sinh cha của ngươi chứ. Thôi, ngươi hãy nhanh chóng nhận quà đi, ta còn quay trở về làm công việc của mình được. Tôi không cần quà, tôi không cần quà. Ông già Noel ơi, nếu ông không giúp cha tôi sống lại thì hãy giúp tôi báo thù đi. Phải giết chết lũ khốn kiếp đó đã hại cha tôi. Cái thằng nhóc con này thật là. Thôi được rồi, kẻ thù mà đã giết cha ngươi là ai? Là lũ con người, bọn chúng đã chế tạo ra một thứ tài thành gọi là Super Human. Thứ đó rất mạnh và vô cùng tàn độc. Cái gì? Là lũ con người à? Chế tạo ra Super tài thành à? Ta chỉ là một tài thành mà thôi, làm sao có thể chống lại một Super tài thành được? À đúng rồi, ta sẽ giúp cậu báo thù cho cha cậu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Ta sẽ ăn lấy cơ thể của cha cậu để lấy tỷ của ông ấy bồi dưỡng cơ thể ta, để ta biến thành một Super Titan TV Man. Không, cha của tôi. Đừng buồn, chỉ còn cách này mà thôi. Được rồi, cậu bé hãy ở đây chờ tin tốt từ tôi. Tôi sẽ tiêu diệt thứ khốn kiếp đó. Chết đi, lũ Skibidi Titan đáng ghét. Thời giới này sẽ thuộc về loài người bọn ta. Mẹ kiếp ngươi. Thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi cực khổ lắm biết không. Đến lúc rồi ta sẽ xóa sổ lũ khốn kiếp các ngươi, để các ngươi không làm hại tới loài của bọn ta nữa. Cái gì vậy? Kẻ nào đây? Một Super Titan TV Man à? Ngươi tới đây nộp mạng à? Cầm mừng và chịu chết đi. Ta tới đây là để lấy mạng ngươi, trả thù cho những Super Titan và những Skibidi Titan mà bị ngươi giết oan uổng. Tại sao loài người các ngươi không chung sống hòa bình với bọn ta, mà các ngươi muốn làm bá chủ thiên hạ để làm gì? Tất chết tiệt đây. Ngươi dám tấn công cả ta. Để ta nói cho các ngươi biết, loài người bọn ta tuy nhỏ bé nhưng trí tuệ siêu phàm. Bọn ta là sinh vật thông minh và giỏi giang nhất hành tinh trái đất này. Còn các ngươi là loài to lớn và vô cùng nguy hiểm. Nếu để các ngươi tồn tại tiếp tục sẽ ảnh hưởng và làm mối nguy hại đến loài người bọn ta. Vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục, để loài của các ngươi khỏi phải tranh giành với loài bọn ta. Chết đi. Họa này là do chính các ngươi gây ra, các ngươi hãy tự chịu. Được rồi, đến lúc mình sẽ quay về chỗ tinh linh của ông già Noel, giúp cô ấy hồi phục lại rồi đám cưới với cô ấy. Nhanh lên, nhìn kìa, đằng kia có một Super Titan TV Man, giọng điệu vô cùng mê gái. Đúng rồi,